Hey, xin chào mọi người đã trở lại với MeToMe cùng các clip hướng dẫn thủ thuật sử dụng đào gang một cách hiệu quả. Hôm nay thì MeToMe sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng ổ đĩa mềm hoặc là cái cổng USB dùng cho đàn PSR540 hoặc là 550. PSR540 và 550 thì sử dụng chung một cái cách tải vướng dữ liệu vào trong đàn. Các dữ liệu mình tải vào trong đàn thì bao gồm là dữ liệu son, tức là mấy cái MIDI, bài hát, cài sẵn hoặc là những style. Khi mà để ấy trên đàn mình sẽ có thể thấy được là style của đàn từ 107 đến 109 là những style user. Mà những style này thì mình có thể là thay đổi được. Thì thay đổi được tức là mình sẽ lót nó từ cái đĩa mềm hoặc là từ cái bộ USB này. Đây là một cây đàn 540 đã được MeToMe nâng cấp USB lên. Đọc được USB, dữ liệu nó sẽ đọc vào đây. Dữ liệu có thể đọc vào từ USB là user của đàn, bao gồm các điệu, hoặc là song MIDI, hoặc là multipath, hoặc là những cái resist tracing memory, tức là những cái băng tín. Thì những cái băng tín hay là multipath thì nó sẽ cùng chung cách đọc, nhưng mà phổ biến nhất mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách đọc cái điệu. Tại vì đa số cái nhu cầu của anh em nâng cấp cái cây 540 lên đọc USB là để đọc những cái điệu ngoài, như là những cái điệu cha cha rumba hoặc là những cái điệu mới bây giờ. Những cái điệu này thì hoàn toàn có thể làm được từ những cái đàn đời mới, ví dụ như là 910, 2001 hoặc là SX900 hoặc là S975. Tất cả những cái đàn có khả năng làm điệu đều có thể làm điệu được cho cây PSR540. Và cách thức làm điệu thì mình sẽ hướng dẫn sau. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xài cái ổ đĩa này. Rồi, một cái ổ đĩa USB nâng cấp lên thì nó sẽ có bao gồm những cái thành phần như sau. Đó là cái đèn hiển thị số. Đèn hiển thị số nó sẽ báo cho mình là cái số ở đây thể hiện tức là cái số thứ tự của cái đĩa. Khi mà nhà sản xuất người ta làm ra cái ổ này thì cái ổ này được một cái phần mềm nó chia ra thành 100 cái ô nhỏ, thì mỗi cái ô nhỏ đó nó tương ứng với một con số mà chúng ta thấy ở phía trước. Đây, ví dụ mình chọn số 1 đi thì mình sẽ bấm ở đây. Đó, nó là số 1. Mình còn chọn số 2 thì bấm số 2. Tương ứng với mỗi con số này là dung lượng một cái đĩa mềm 1 m4. Đó là cái lý thuyết của cái ổ đĩa mềm. Thì ví dụ mình muốn chọn số 13, 14 đây chẳng hạn thì mình có thể bấm bên đây là số 1. Nếu mình lỡ tay mình bấm qua thì mình bấm tiếp để cho nó trở thành lại số 1. Mình bấm lên bên đây để lên số 14 chẳng hạn. Đó. Thì ví dụ như bạn muốn chọn hàng trăm, ví dụ bạn lưu nhiều quá bạn chọn hàng trăm thì bạn nhấn cùng lúc hai nút một lần thì nó nhảy lên 114. Đó, thì nhấn hai nút một lần đó thì nó sẽ nhảy cái hàng trăm đó. Rồi thì rồi đây là cái hướng dẫn cơ bản thôi, mấy cái này cũng dễ, không có gì khó. Mình sẽ quay lại cái ô số 0 là cái đĩa số 0. Này, cái đĩa này mình đã cài sẵn những cái điệu tương thích với cây đàn 540 này rồi. Mình phải chờ cho cái ổ đĩa nó đập vào nha, đàn nó đập vào rồi. Ok, đàn đập vào rồi thì thường thường nếu mà có cái dữ liệu song hoặc là những cái dữ liệu như là những cái multipath chẳng hạn thì trên màn hình của đàn nó sẽ tự động hiển thị những cái file đó lên. Nếu mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm tới điệu thì mình bấm nút exit, mình sẽ thoát ra đây, đang thì cây đàn nó sẽ trở về cái mặc định của mình, đó là nó đang ở cái màn hình là chọn voice. Đây, cây đàn 540 thì nó tương đối là giống với 550 cho nên mình sẽ làm clip này thay cho làm cho clip của 550 luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu. Như hồi nãy mình đã giới thiệu cho mọi người đó là user của đàn 540 nó sẽ từ số 107 đến 109. Rồi, 107 đến 109 thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nó thử trước. Mình bấm nút Style. Bấm nút Style nha các bạn. Đó, mình bấm nút Style.
Nếu mà ở đây là nút đó, nếu ở đây là style 001 đi, thì bạn có hoàn toàn có thể bấm lùi về, bạn bấm nút no này, tương ứng dấu trừ. Cái đàn này nó bị phai màu cho nên mình không có thấy được dấu trừ. Mình bấm dấu trừ ở đây này đó, thì cái điệu nó sẽ về ngay cái điệu cuối cùng là điệu 109, điệu 108 và điệu 107. Cái điệu này 107 này mình đã lót một cái bài 60 năm cuộc đời từ cái ô đĩa vô sẵn rồi, cho nên nó nằm sẵn ở đây. Còn bình thường các bạn sẽ thấy nó sẽ giống như cái chữ này, nhưng mà nó là user style 1 ở số 107. Rồi thì bắt đầu ngay từ đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lót một cái điệu từ USB vào đàn theo các bước sau nha. Mọi người theo dõi kỹ và làm lại đúng các bước của mình thì sẽ thành công thôi. Thế này cũng rất là dễ. Rồi mình bắt đầu nha. Rồi mình bắt đầu mình bấm nút lót. Đó, cái đèn nó sẽ sáng lên. Nó chớp chớp tức là nó đang đọc dữ liệu vào trong. Nó đang list cái dữ liệu ra. Nó sẽ list những cái style hoặc là những cái dữ liệu nào nằm ở trong cái ổ đĩa đó ra đây. LD tức là lót đó, nó viết tắt của chữ đó. Đó, mình sẽ thấy ngay một cái file .usr tức là cái file user á, file này mình không quan tâm nha các bạn. Mình bỏ qua, mình sẽ bấm dấu cộng ở đây nè. Mình bỏ qua. Mình bấm dấu cộng đó. À, mình sẽ thấy một cái file rumba. Rồi. Ví dụ mình muốn lót cái file rumba này vào trong cái PS540 này thì mình sẽ làm các bước như thế nào. Đây, mình sẽ nhấn nút next. Rồi, nhấn nút next một cái. Nó ghi là DST tức là destination, tức là cái đích mà bạn muốn lót cái file này vào đâu á, thì bạn có muốn chắc chắn hay không á, thì nó sẽ hỏi như vậy. Thì mình bấm tiếp. Để mình thử nha. Đây, đúng rồi. Vậy thì mình sẽ bấm tiếp nút next. Bạn bấm tiếp nút next. Nó sẽ hỏi mình là lost ok, tức là có phải là mày muốn tải vào hay không. Đúng rồi. Thì mình nếu mình đồng ý thì mình sẽ nhấn nút yes ở bên này. Đây. Đó. Thì mình nhấn nút yes xong thì nó sẽ executing, tức là thực thi cái việc tải vào trong đàn mình. Rồi, sau khi tải xong này, nó sẽ báo com list xong á, thì mình sẽ nhấn nút exit nha các bạn. Nhấn nút exit. Rồi, nhấn nút exit. Nó sẽ trở về màn hình này và mình không thấy cái điệu của mình ở đâu hết. À, các bạn đừng có lo, bạn bấm đây. Bấm nút style cơ mà. Đây. Thì đây, nếu các bạn chưa chọn cái điệu 107 hoặc là đang ở số cái điệu khác thì bạn cứ chọn bấm nút trừ cho lui về 107, hoặc chọn cái điệu 107 trực tiếp trên cái bàn phím số này luôn. Các bạn để ý nha, đối với cái dòng 540 này nè, thì cái user style của mình nó sẽ là 107 đến 109. Còn nhìn đối với dòng 550 hình như nó là từ 103 đến 105. Rồi dòng 640 và 740 nó cũng tương tự như vậy. Nó sẽ có những cái số điệu gì đó ở bên user này. Bạn phải để ý cái chữ này nó là số bao nhiêu. Và bạn tiến hành chọn ở đây. Đó. Thì nó sẽ ra đúng cái điệu. Ví dụ như cái điệu này là điệu rumba bolero. Thì sau khi chọn xong, mình phải nhấn nút sáng cái nút ICMP này lên. Tức là nút accomplishment đó. Nút hợp âm nhấn lên. Đó, mình nhấn sáng lên. Rồi bắt đầu mình mới bấm chọn. Rồi bên A bên B gì đó, intro gì đó, mình thả hợp âm nha. Thì nó mới ăn được. Chứ không là mình không bấm nút ICMP này thì cái đàn nó sẽ không có hợp âm. Rồi mình thử test thử nha. Đó, như vậy là cái cây đàn 540 của mình đã có một cái điệu rumba từ ngoài lấy vô. Điều này có thể được làm từ cây 2001 rất lâu rồi, hoặc là những cây 3000 hồi xưa. Đó. Đó, hoàn toàn mình có thể feel được. Đó. Mình bấm thử intro bài này có gì không. À, intro bài này thì không có gì hết. Rồi, như vậy là xong. Rồi, mình sẽ xin nhắc lại cái cách để mà lót một cái điệu vào trong cây 540 thì các bước như sau. Thì các bạn
bỏ qua tất cả những cái gì mà các bạn đã biết trước đó hoặc là những người nào đó chỉ nhưng mà thấy rắc rối quá thì các bạn cứ làm theo đúng ý của mình. Ban đầu các bạn bấm lót cho mình. Đó, bạn chọn một cái điệu tùy ý bằng cách bấm nút cộng trừ này này hoặc là xoay cái này đều được hết. Ví dụ giờ mình sẽ chọn bài cây cầu dừa đi. Đó, cây cầu dừa. Rồi chọn xong cái bài tùy thích của mình rồi mình sẽ chuyển qua cái chỗ này. Mình bấm nút next hai lần luôn. Một, hai. Rồi nó hỏi bấm ok không? Rồi mình sẽ bấm yes để mình đồng ý. Đó, đó là hoàn tất cái bước tải vào đàn. Rồi sau đó mình chờ đến cái màn hình complete. Ok, màn hình complete đã có rồi thì mình nhấn nút exit nha. Rồi, bắt đầu mình chọn lại cái điệu 107. Nếu đã có điệu 107 rồi thì nó sẽ ăn vô trong đàn luôn. Rồi. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ nhấn nút hợp âm sáng lên và mình nhấn intro. Sau đó mình nhấn nút sync start. Mình nhấn intro kèm với lại cái main A nha. Rồi mình thử nha. Cây vừa re thứ nè. Rồi giả sử như bạn thấy cái việc này nó vẫn còn chưa tường minh tại sao lại có số 108, số 109 nữa mà mình không lót vào hai số đó được thì không phải là mình lót không được đâu mà tại vì mình muốn chỉ cái cách này là cách nhanh nhất. Tại vì một khi mà mình muốn thay đổi một cái điệu mình chỉ cần bấm nốt này rồi xong mình chọn 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 bên đây. Chọn đây. Rồi bấm lên đây hai cái liền. Rồi mình bấm Z lên đây liền. Lại thao tác của mình sẽ nhanh nhất. Sau đó mình sẽ chơi tiếp cái điệu, mình nhấn tiếp cái điệu mà mình không cần phải chọn lại. Đó là cái lý do mình không lót vào những cái điệu 108 và 109. Mình chỉ cần lót vào một điệu duy nhất thôi. Thì lúc đó cái điệu ngay chỗ điệu 107 này nó sẽ thay đổi thường xuyên hơn. Đó, nó sẽ thay đổi thường xuyên mà mình cứ cố định cái điệu 107 đó là điệu user. Đó. Mình sẽ lót cái điệu user vào 107 thôi. Còn những cái điệu 108 này hoặc là 109 này hoàn toàn có thể lót được chứ không phải không lót được đâu. Tại vì lót 108 hay 109 thì nó cũng cơ bản là cái tính chất nó cũng như là 107 thôi. Cho nên mình không chỉ qua cái 108, 109. Mình chỉ cái cách nhanh nhất cho mọi người để mọi người lót vào đàn mà không cần suy nghĩ nhiều. Tức là bấm lót, rồi chọn bài, chọn bài, chọn bài, chọn bài. Xong à, chọn bài à, chọn bài xong mình sẽ bấm ngay hai lần nút next lên. Rồi mình bấm ngay một cái nút yes nữa. Mình sẽ nhắc đi nhắc lại cái thao tác này để cho mọi người dễ thực hiện, dễ nhớ. Rồi sau đó mọi người sẽ bấm exit rồi và bấm nút ICMP để mở hợp âm. Rồi mình sẽ nhấn nút sync start. Rồi mình chọn ngay và mình chơi được liền. Một cái điệu capo rất là hay. Đây là hướng dẫn tinh gọn nhất của mình dành cho những cái dòng 550, 540, 630, 640 và 740. Thì những dòng đàn này nó sẽ có một chung một cái kiểu lót dữ liệu giống như vậy. Thì tương tự những cái dòng 640 hay 740 các bạn có thể thấy những cái từ ngữ đó nó cũng có và những cái nút đó nó cũng có trên cái đàn và các bạn có thể tự thực hiện được hoàn toàn dễ dàng. Thì những cái 740 640 thì chắc chắn là âm thanh ra rất là hay rồi và cái điệu cái dung lượng của cái điệu nó sẽ lớn hơn, nó không bị sượng sượng giống như cái cây 540 hoặc cây 550 và nó đến có đến 4 cái phim cho nên khi mà làm những cái điệu trên cái đàn đó thì chắc chắn nó sẽ hay hơn rồi. Còn những cái điệu dùng cho 550 hay 540 thường thường các bạn lót vô nó sẽ bị lỗi là tại vì những cái điệu đó dùng cho cây 201 mà lót vô đây thì cái đàn này nó sẽ không có tải nổi.
tại vì bộ nhớ giới hạn cho một cái điệu của cây đàn này nó rất là nhỏ. Nếu một cái điệu mình lớn quá lót vào nó sẽ bị lỗi. Thì những cái lỗi đó sẽ xảy ra là lỗi gì? Mình sẽ nói luôn, đó là cái lỗi bị câm tiếng. Thì một khi mà bạn lót một cái điệu lỗi vô trong cây đàn, khiến cho cây đàn nó bị câm tiếng, nó không có bấm được cả phím, và những cái điệu này bạn không thấy có tiếng, có tâm gì hết, mặc dù khởi động đi khởi động lại nhiều lần vẫn bị lỗi. Thì cái cách đó không có không, cái lỗi đó không có gì khó hết. Thì các bạn cứ yên tâm nhắn cho mình cái nút này, nhắn nút đô cuối cùng này, giữ kỹ luôn đó, các bạn giữ kỹ luôn, sau đó các bạn nhắn nút nguồn à, nhắn nút nguồn luôn nha đó. Rồi giữ kỹ, vẫn giữ kỹ tay bên đây đó, mình sẽ nhắn nút nguồn ở đây. Ok, mình nhắn nút nguồn lên đó, cái màn hình này sẽ hiển thị ra và nó sẽ xóa tất cả những cái bộ nhớ, những cái dữ liệu bị lỗi ở trong đàn, và cái đàn mình sẽ hoàn toàn trở lại bình thường. Đối với dòng 540 và 550, bạn hoàn toàn có thể xóa dữ liệu lên đàn. Đó là những cái dữ liệu bị lỗi, còn những dữ liệu gốc của đàn không bao giờ bị ảnh hưởng. Đối với dòng đàn này, dữ liệu gốc không bao giờ bị ảnh hưởng, cho nên mọi người cứ yên tâm dùng cái cách của mình khi mà có sự cố trên cái dòng đàn 540 hoặc là 550. Mình đã hướng dẫn rất nhiều khách hơn 10 năm qua rồi, tức là mọi người đều có xảy ra cái hiện tượng đó nếu mà lót những cái điều nặng quá. Thì cứ yên tâm, thì theo cái hướng dẫn của mình là sẽ các bạn sẽ làm thành công thôi. Rồi mình nhắc lại thêm một lần nữa nè, đó, nhấn lót nha, cho cái đĩa nó ăn vô, nó đèn nó đi chết chết. Rồi rồi sau đó mình chọn một cái điệu gợi ý của mình nha. Rồi chọn bất cứ một cái điệu nào biển mạng đây. Rồi rồi sau đó mình nhấn nút next hai lần nhé, 1 2. Rồi hỏi ok, mình bấm yes. Rồi tải điệu vô, mình chờ cho nó tải một tí thôi, mấy giây thôi. Rồi bấm exit. Rồi xong bấm ICMP. Đó, SMP xong, nhấn Sinsita, nhấn luôn intro luôn, nhấn luôn mena luôn, chơi luôn, mình đánh là thử ạ. Ồ, thiếu bước rồi, thấy chưa, mình cũng thiếu nữa nha, đó, các bạn chưa chọn điệu lại là không được đâu, đây, các bạn chọn lại đây, đó, phải trúng bề biến mặn của mình chứ, 107, đó, mọi người nhớ chưa, phải chọn ngay đó. Đó, mình sẽ chọn biển mặn xong mình bấm intro sẽ ra intro về biển mặn ngay. Đó, ok. Đó, cho nên mọi người cẩn thận, phải nhớ tất cả các bước này. Nó rất là dễ thôi, nếu bạn dùng thường xuyên thì mỗi lần bạn lót cái điệu vào chỉ mất khoảng 10 giây thôi, rất là nhanh. Và bộ dữ liệu này thì MeToMe đã sưu tầm rất là nhiều rồi, và bạn hoàn toàn có thể đặt riêng để MeToMe làm. Bất cứ bài nào các bạn thích, bạn có thể đặt riêng cho mình và mình có thể làm cho các bạn và cái điệu nào đó các bạn thích, nhưng mà với yêu cầu là không có sampler, những cái điệu đó không được có sampler, và những cái điệu đó phải có những cái tiếng có sẵn trên đàn 540 hoặc là 550. Chứ mình không thể làm sampler trên cái dòng đàn được. Những cái điệu sampler thì cần phải có những cái đàn có sampler nha các bạn. Đấy, ví dụ như những cái điệu mà tương thích nhất với lại cây 540 này có thể là những cái điệu được làm từ cây 2001 hoặc là những cây đàn đời cao nhưng mà làm bằng tiếng General MIDI, không có liên quan gì tới những cái tiếng mới STAR hoặc là những cái tiếng mới hệ dòng đàn mới. Thì những cây đàn này hoàn toàn có thể đọc được, và với cái điều kiện là một cái dữ liệu điệu của cây đàn này phải rất nhẹ để cho cái điệu nó chạy một cách trơn tru, thì lúc đó cây đàn bạn lót điệu vào nó sẽ lẹ hơn và cái điệu của mình nghe nó sẽ đều hơn, nó không bị vấp. Đó là kinh nghiệm của mình đó. Thì hồi xưa mình đã từng làm một bộ cho cây 550 và 540, thì giờ cái dữ liệu đó vẫn còn ở nhà mình. Thì đây là một cái USB,
bạn hoàn toàn có thể đặt mua hoặc là bạn tự làm theo hướng dẫn của mình. Còn cái cách hướng dẫn làm cái USB này như thế nào thì mình sẽ hiên hạn lại trong một cái clip sau này, khi mà mình đã có đầy đủ thiết bị để mà mình làm cái video ngay trên máy tính đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nó cũng hơi mất thời gian một tí. Rồi xin chúc mọi người thành công với cái thủ thuật sử dụng điệu ngòi cho cái 540 và 550. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong series các video clip tiếp theo của MeToMe. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.